Johnny Otto. Wolverhampton đang triển khai bóng với tốc độ cao nhất có thể, nhưng đây là tình huống hơi chần chừ của Johnny Otto và anh đã phải lĩnh một tấm thẻ vàng. Johnny Otto có một pha bóng gầm dày là khá nguy hiểm ngày hôm nay, thì cả Craig Dawson cũng đã có tình huống xử lý tương tự, trọng tài cũng rút thẻ vàng cho Craig Dawson. Tình huống như thế này thì có nhiều trọng tài tại giải ngoại hạng sẽ rút ra thẻ đỏ. Và VAR cũng đang có sự kiểm tra. Có thể là ông Salisbury sẽ thay đổi quyết định của mình. Pha bóng nghiêm trọng và dùng gầm dày, đương nhiên là Johnny Otto cũng chỉ tham bóng thôi. Những động tác của anh có lẽ là xóa thẻ vàng và thẻ đỏ dành cho Johnny Otto chăng? Đúng là như vậy rồi. Thẻ vàng được xóa đi và thẻ đỏ được rút ra. Chiếc thẻ đỏ dành cho Johnny Otto. Thời gian không còn nhiều nữa. Ngày hôm nay thì Johnny Otto đã đưa các cổ động viên của Wolverhampton từ thái cực nọ qua thái cực kia. Một tội đồ khi mà anh đã kèm người không tốt dẫn đến bàn thua của Wolverhampton. Bàn thua thứ 3 của đội bóng này. Một người hùng khi mà anh là người ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 dành cho Wolverhampton và thắp lại hy vọng có điểm. Và bây giờ lại là một tội đồ khi anh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau lỗi đạp bóng, chính xác là sau lỗi Coutinho. Adama Somerville, trận đấu vẫn đang tiếp diễn và đây là cơ hội dành cho Rodrigo. Cũng đang chưa hiểu vì sao mọi thứ lại được diễn ra. Đây là tình huống mà Adama Traore cho rằng là anh đã bị phạm lỗi và anh đã dừng lại. Một tình huống ảnh hưởng đến bàn thắng và là một trong bốn loại tình huống mà trọng tài sẽ cần phải xem xét qua VAR. Sự kiểm tra kỹ lưỡng sẽ cần phải có. Mặc dù nếu như không có bàn thắng này thì rất nhiều khả năng là Leeds United cũng sẽ thắng trong trận đấu này thôi. Đã có một cái kéo người đến từ Mark Roca. Theo phản xạ thì Adama Traore đã có những phản ứng. Sau đó thì anh vẫn lao vào tranh chấp ngay. Nhưng pha tranh chấp của anh thì vẫn là chưa đủ để lấy lại bóng dành cho Wolverhampton. Trận đấu với rất nhiều những biến cố xảy đến. Và như vậy là bàn thắng vẫn sẽ được công nhận dành cho các cầu thủ Leeds United. Tỷ số sẽ vẫn đang là 4-2. Không có lỗi của Mark Roca. Gương mặt của Adama Traore vẫn là đầy bàng hoàng. Và bây giờ thì cũng đã là phút bù giờ thứ 10. Có lẽ là Wolverhampton sẽ cần phải tự trách bản thân trước thôi. Trọng tài Salisbury có lẽ sẽ rút thêm thẻ dành cho một thành viên nào đó trong đội hình của Wolverhampton chăng? Đó là Matheus Nunes. Một thẻ đỏ dành cho Matheus Nunes. Như vậy là hai thẻ đỏ cho Wolverhampton trong trận đấu này đến từ trọng tài Salisbury. Không hiểu là Matheus Nunes đã làm gì trước đó để đến nông nỗi này. Một thất bại ác mộng của Wolverhampton tại Molineux. Họ sẽ mất cả Matheus Nunes trong 3 trận đấu tiếp theo với thẻ đỏ trực tiếp này. Đây là một gáo nước lạnh thực sự dành cho cá nhân Matheus Nunes và dành cho cả Lopetegui. Chọn bộ các cộng HD và 3 tháng thuê bao gói trọn vẹn chỉ 999.000 đồng. Các cộng giải trí gắn kết gia đình.